Ok anh em. Bây giờ đổi mấy cái mớ hồn kim môn phái rác này anh em. Rồi làm hai rương hồn kim với lại mình có sẵn một rương giày vĩnh viễn á. Mở luôn. Xem thử được cái gì nha. Anh em xem thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ ủng hộ anh em ơi. Like chia sẻ ủng hộ nhiệt tình nào. Đổi rương hồn kim môn phái này. Cặp phong này. Cặp phong này. Đao thiên vương này. Một rương này. Tiếp tục này. Đai lưng u lung này. Đai lưng u lung kia ngon hơn. Cái kia ngon hơn đúng rồi. U lung này. Bao tay này. Tại vì mấy cái này xe có rồi đó nên là mình vứt luôn em ơi. Nhưng nem độc, một con nem độc mình chưa có. Từ từ cứ bình tĩnh. Con bùa nem độc bùa ta. Từ còn đang nem độc bùa đang mang gì đây? Nem độc bùa mà đừng quắc rồi, không được, bỏ đi. Tại vì mình có hai nem độc mà con game mang đừng quắc rồi. Rồi, vô. Rồi, khui hàng. Sẽ tốn 3 cái dạng để khui hàng này nha anh em ơi. Khui 15 ngày trước này. Tơ hòn đủ nhẫn em mi, nhẫn thứ yên vải nồi. Nhẫn thứ yên. Xăm hòn, đai. Trời ơi, đai đường môn này chán đời thiệt chứ. Rồi giờ 10 mỗi giày đây. Chú Phượng. Giày nằm đọc vải lông. Chất lượng quá, giày nằm đọc là thua. Thua anh em ơi, vĩnh viễn. Giày nem độc, chúng nem độc bùa thôi, chết luôn. Chả được gì, cái giày này bỏ không đâu, đừng đi đâu nè. Rác này là chết rồi. Rác này chết tươi rồi. Nhân thiên thì xài được nè, xe xài được nè. Đai lưng đường môn xài được nè. Còn cái giày nem độc thì vứt rồi. Mất mã tiền chả được gì nè, tại vì cái giày nem độc nó đâu được gì đâu. Nem độc bỏ chả được gì luôn á. Rồi nhận thấy yên màng này. Quá đen. Quá đen luôn này mày. Quá nhỏ. Cất bao tay dưới đai lưng. Bao tay đai lưng cho đường môn xài được này. Thất bại đang nờ đúng rồi. Sơ một hồi thì toàn đồ từ lưa thôi. Không có gì là theo ý muốn cả. Toàn đồ Sida thôi em ơi. Mình tắt đi một máu chứ. Ok anh em, bây giờ thì Khả chiếc gọc live stream luôn nha anh em ơi. Chúc anh em vui vẻ nha. Ok, bye bye mọi người nha. Ngày nay cũng là sang bot rồi, mở rương anh em xem là như vậy là ok rồi. Tối nay nếu có dịp nữa thì Khả sẽ tiếp tục lên live stream vào lúc 19 giờ cho anh em xem nha. Ok, bye bye anh em nha. Chúc anh em một buổi trưa vui vẻ nha. Bye bye mọi người, giờ Khả đi ăn này. Má nó bụng vãi lộn luôn.